Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục trở lại với những diễn biến của môn bóng chuyền tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra ở Campuchia. Đây là trận bán kết đầu tiên giữa hai đội tuyển Thái Lan và Philippines. Trận đấu sẽ diễn ra trong vòng ít phút nữa, và ở thời điểm hiện tại trước khi bước vào trận bán kết thì chỉ còn hai đội tuyển chưa để thua một set đấu nào tại giải lần này, đó là Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Trận bán kết đầu tiên giữa Thái Lan và Philippines thì đội tuyển Thái Lan cũng được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Đội hình của đội tuyển Thái Lan đến Campuchia lần này không có những cái tên nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia của câu lạc bộ Diamond Foot, đội bóng đã tham dự giải đấu vô địch các câu lạc bộ châu Á diễn ra trong tháng qua tại Vĩnh Phúc, Việt Nam. Những thành viên trong đội tuyển Thái Lan lần này là những gương mặt nổi trội và có cả những cầu thủ xuất sắc đang thi đấu ở nước ngoài. Cụ thể là 4 cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ của Nhật Bản. Các trận đấu bán kết bắt đầu với cặp đấu của Thái Lan Philippines, sau đó là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết thứ hai. Đây là các cổ động viên có mặt trên các khán đài, các cổ động viên của Thái Lan đang có một bầu không khí rất sôi động tại địa điểm thi đấu môn bóng chuyền nữ. Trận bán kết đầu tiên, Philippines là đội bóng nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Họ đã có những chiến thắng trước Singapore và Campuchia, trong khi Thái Lan nằm ở bảng A cùng bảng với Indonesia, Malaysia và Myanmar. Họ giữ vị trí đầu bảng A. Đội tuyển thứ hai là đội tuyển Indonesia, và Indonesia sẽ đối đầu với Việt Nam ở trận bán kết thứ hai. Trận đấu diễn ra sau khi trận đấu giữa Thái Lan và Philippines kết thúc. Đây là danh sách các cầu thủ Philippines tham dự SEA Games lần này. Mười bốn cầu thủ, hai libero huấn luyện viên của Philippines đó là ông Jorge de Brito. Sẽ là một trận đấu khó khăn với các cầu thủ Philippines, thì đội tuyển Thái Lan được đánh giá rất cao ở môn bóng chuyền nữ. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan đó là ông Danai Sriwacharametakun.
hai libero của Thái Lan đó là Pianut và Supatra. Đội tuyển nữ Thái Lan vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng ở môn bóng chuyền nữ. Và đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để có thể đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam cố gắng tạo nên một kết quả tốt. Và trước mắt sẽ là trận đấu với Indonesia, trận đấu muộn diễn ra trong ngày hôm nay. Đây là những gương mặt đáng chú ý trong đội hình của đội tuyển Thái Lan với phụ công Thát Đao, cầu thủ có chiều cao 1m85 và đang thi đấu cho câu lạc bộ ở Nhật Bản. Bên phía Thái Lan còn có những cầu thủ khác đang thi đấu ở nước ngoài. Ataya chơi cho Toyota Autobody Quinser. Trong khi đó, Pipichaya, cầu thủ quan trọng của đội tuyển Thái Lan, là người đang thi đấu cho Kurobe Aquaferry. Khởi động của mình đã sẵn sàng để bước vào trận bán kết đầu tiên. Ở trận bán kết thứ nhất, Thái Lan đội tuyển thi đấu trong trang phục áo trắng, trong khi trong trang phục áo đỏ đó là các cầu thủ của Philippines. Đội tuyển Thái Lan và Philippines đều có độ tuổi trung bình là 27. Chiều cao trung bình cầu thủ Philippines đó là 1m71. Và chiều cao trung bình của đội tuyển Thái Lan là 1m74, nhìn hơn so với Philippines. Hai trọng tài của trận đấu này, ông Asushi Hattori, trọng tài 1 và trọng tài 2 đó là trọng tài của Singapore, bà Leo Simin. Thank you.
đầu tiên bên phía Philippines. Philippines giành chiến thắng trước Singapore và Campuchia với tỷ số 3-0 và phải thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam. Set đấu thứ nhất, Thái Lan giữ ngôi đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng, chưa thua một set đấu nào, và chiến thắng trước Indonesia, Myanmar và Malaysia. Sau khi các trận đấu ở vòng bảng kết thúc cả bảng ba, bảng A và bảng B, thì các trận đấu đều là tỷ số 3-0, không có một trận đấu nào diễn ra tới 4 set đấu ở các loạt trận đấu của vòng bảng. Trận đấu bắt đầu với tình huống phát bóng của các cầu thủ Thái Lan. Bóng chạm lưới. Quả bóng đã rơi sang phía sân của Thái Lan, điểm cho Philippines 1-0. Và đập bóng của Cherry Rose Nunak, cầu thủ với chiều cao 1m82. Phát bóng ra ngoài 1-1. Bóng chạm chắn, pha di chuyển và tấn công túc của Nunak. Đường chuyền hai sau đầu khá tốt của Murado Julia Melissa. Và tấn công tốt, hướng đập bóng với tốc độ cao từ phía Chachuon, cầu thủ chiều cao 1m80, và tấn công từ vị trí số 4. Phát bóng ra ngoài, tình huống phát bóng bay của Thát Đào. Liên tiếp là những tình huống phát bóng lỗi từ các cầu thủ hai bên.
loạt bóng giằng cỏ và hai cầu thủ bám chắn của Thái Lan đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và chắn bóng tốt của cầu thủ Thái Lan. Hataya, Chachuon, hai cầu thủ theo chắn trong tình huống vừa rồi. Tấn công nhanh, pha phối hợp tốt từ các cầu thủ Philippines. Lại là một tình huống phát bóng ra ngoài. Các cầu thủ Philippines trong những lượt phát bóng vừa qua đều cố gắng thực hiện một pha phát bóng với điểm rời khó, những tình huống phát bóng bay. Thủ tốt từ hàng sau, pha tấn công hàng sau của cầu thủ Thái Lan. Sau tình huống phòng thủ tốt, các tay đập của Thái Lan đã có thêm một điểm nữa. Đổi phát bóng cho Philippines. 5-6. Những tấn công hiệu quả từ các cầu thủ Thái Lan. Hataya, cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản cho câu lạc bộ Toyota Auto Body Princess. Thêm một tình huống tấn công nhanh nữa từ cầu thủ Philippines. Các cầu thủ Philippines đang chơi tốt vào thời điểm hiện tại trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Thì các cầu thủ Việt Nam cũng gặp chút khó khăn ở set đấu đầu tiên. Sau đó mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0. Tỷ số đang là 7-7 với pha phát bóng ghi điểm trực tiếp. Ngay sau đó lại là tình huống phát bóng lỗi. Và phát bóng lỗi thứ hai của Domingo. Tấn công từ đường chuyền hai, các cầu thủ Thái Lan đã cảnh giác. Bóng không chạm chắn. Có tình huống đập bóng ra ngoài. Acharapon đã sửa sai sau pha tấn công trước đó. Lần này là một góc độ tầm cao tốt cho pha đập bóng của số 18 bên phía Thái Lan. 9-8. Pha xử lý lòng tay thông minh, điểm cho Philippines. Không có được góc độ đập bóng tốt nhất, Galanza đã có một pha bỏ nhỏ chính xác.
Một tình huống bước một không tốt của cầu thủ Thái Lan và điểm cho Philippines. Chắn bóng ra ngoài, cầu thủ Philippines dẫn trước 11-9 trong set đấu đầu tiên. Vẫn không chạm tay chắn. 3 điểm liên tiếp dành cho cầu thủ Philippines. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Siriwachara Maitakun đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Và thu tay rất khôn ngoan của Carlos. Điểm cho Thái Lan 10-12. Tiếp tục là tình huống tấn công nhanh rất tốt từ cầu thủ Philippines. Đập bóng tốt gọn gàng của Lunak. Lunak cũng là người thực hiện quả phát bóng tiếp theo. Cái pha phối hợp tốt giữa các cầu thủ Thái Lan. Bóng hướng về vị trí số 4. Và tấn công lách chắn tốt từ các cầu thủ Philippines. Và đập bóng lách chắn dọc biên. Đã có lỗi hai chạm từ các cầu thủ Philippines. Morado đã chạm bóng hai lần liên tiếp. Chắn tốt. Pha chắn bóng thành công từ các tay chắn của Thái Lan. Phát bóng ghi điểm trực tiếp. Tình huống với điểm rơi chính xác.
vẫn là Chachuon. Tỷ số đang là 14 đều. Tình huống bước một không tốt và đây là cơ hội để cầu thủ Thái Lan khai thác. Nhưng tình huống Acharapon thực hiện pha đập bóng, bóng đã không qua lưới. Điểm số may mắn dành cho Carlos và các cầu thủ Philippines. Những pha xử lý không tốt từ các cầu thủ Thái Lan. Cách biệt trở lại với khoảng cách 3 điểm cho Philippines ở set đấu thứ nhất này. Tình huống tập trung phòng thủ tốt ở hàng sau của các cầu thủ Thái Lan và họ đã ngắt được mạch lên điểm của đối phương 15-17. Khá nhiều tình huống tấn công hàng sau được thực hiện một cách hiệu quả của các tay đập Thái Lan. Hataya bóng vẫn trong cuộc. Tấn công nhanh khi mà cầu thủ Philippines còn chưa kịp ổn định đội hình. Và thứ tấn công nhanh là một lựa chọn hợp lý. Đây là các cầu thủ Myanmar. Đội bóng đã trải qua một trận đấu kéo dài 5 set với Singapore trước đó. Nếu tình huống bắt bước một không tốt của cầu thủ Philippines đã mang đến cơ hội cho cầu thủ Thái Lan. Tỷ số được cân bằng, bóng chạm trán ra ngoài. Trạng
chạm chắn đổi hướng. Những điểm số liên tiếp cho các cầu thủ Thái Lan khi đó đều là những pha tấn công hàng sau. Một tình huống phối hợp không tốt giữa các cầu thủ Thái Lan, vì lẽ ra chuyền hài của Thái Lan cần phải nhường cho đồng đội. Một lần nữa bóng bạt chắn ra ngoài. Điểm cho Thái Lan 19-18. Đây là loạt điểm tăng tốc quan trọng của set đấu đầu tiên. Thời điểm quan trọng và huấn luyện viên của Thái Lan đã có sự chuyển biến từ các vị trí trên sân. Số 15 Soraya đang là người đảm nhiệm vai trò chuyền hai trên sân thay cho số 23 Sirima. Thank you.
chặt đi anh. Happy Việt Nam, từ nào mà chẳng ai biết. Sơn Nam! Chôn! Ram, bạc đồ chôn, được nông vẹn thì phi. Bạc, nhưng tôi này đúng kiếm, còn đi anh mà xuất, mà cháy cái tên này mà đón à. Nè, đi anh vô mà chả lo, hạt đi anh Phật xài gà phìa, hay còn xuất tức.
Chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những diễn biến của môn bóng chuyền nữ, trận bán kết đầu tiên giữa Thái Lan và Philippines. Đội tuyển Thái Lan đã dẫn trước 1-0 trong trận đấu này. Ở set đấu thứ nhất vừa qua, cầu thủ Thái Lan dù bị dẫn trước trong nhiều thời điểm của set đấu đầu tiên, nhưng bản lĩnh của đội bóng đương kim vô địch được đánh giá cao hơn, vẫn được thể hiện đúng lúc. Đập bóng tốt, điểm cho Thái Lan 1-0. Đường chuyền hai sau đầu đến đúng vị trí. Bóng chạm chắn đổi hướng. Hai đường bóng liên tiếp hướng đến vị trí của Pipichaya. Tiếp tục là tình huống chắn bóng thành công. Tình huống chắn đôi hiệu quả của cầu thủ Thái Lan. Pipichaya, người đóng góp lớn vào những điểm số vừa qua của Thái Lan, cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trong câu lạc bộ của Nhật Bản. Bước vào set đấu thứ hai thì huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan lại sử dụng cây chuyền hai Sirima. Bóng ra ngoài rồi. Đến vị trí số 4 của Pipichaya. Thank you.
Một tình huống nữa mà bóng chạm chắn sau một pha đập bóng với tốc độ tốt. Bóng bật chắn và nảy rất cao. Bóng cắm điểm cho các cầu thủ Thái Lan. Và đây là thời điểm các cầu thủ Philippines đã có những dấu hiệu xuống sức ở trận đấu trước gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Bảng B cũng vậy, các cầu thủ Philippines đã thi đấu rất ổn định, rất tập trung trong set đấu đầu tiên. Nhờ thời điểm quyết định thì họ đánh mất sự tập trung của mình. Trong khi đó bước vào hai set đấu tiếp theo sau khi bị dẫn 0-1, các cầu thủ Philippines gần như trùng xuống. Lunak, tỷ số đang là 3-8 với cách biệt 5 điểm. Tình huống bóng bạt chắn 9-3 cho Thái Lan. Bóng ra ngoài khi pha đập bóng của Carlos. Bóng không hề chạm chắn. Các cầu thủ Thái Lan đều thủ tốt trong những tình huống vừa qua. Và hơn hết họ vẫn triển khai các tình huống tấn công vô cùng hiệu quả. Yeah.
Bóng vẫn trong cuộc. Và cơ hội cho cầu thủ Thái Lan vẫn đang là rất rộng mở. Bóng ở giữa sân, một khoảng trống mà không một cầu thủ nào hàng sau của Philippines kịp phòng thủ. Cách biệt đã được nới rộng lên thành 10 điểm. Bóng đến đúng vị trí của Hataya. Để tình huống bước 1-0 tốt. Một gương mặt đặc biệt bên phía đội tuyển Philippines đã xuất hiện. Cầu thủ vừa được đưa vào sân đó là Gumabao Mishawi Thesa, cầu thủ đáng chú ý nhất của đội tuyển Philippines. Gumabao là người đã giành 2 danh hiệu trong những cuộc thi sắc đẹp của Philippines. Một danh hiệu hoa hậu và một danh hiệu á hậu. Nhưng Gumabao đã quyết định chọn thể thao để tiếp tục sự nghiệp của mình. Bóng cắm, điểm số thứ 16 cho Thái Lan. Một set đấu áp đảo. Đến pha phát bóng hỏng của Thát Đào thì chuỗi điểm của đội tuyển Thái Lan mới dừng lại 4-16. Tình huống tấn công nhanh từ vị trí số 3. Như vậy là Palomata sẽ vào sân để thay cho số 14 bên phía đội tuyển Philippines, đó là Domingo Celine Elaja. Phát bóng ra ngoài. 18 năm. Trách nhiệm vẫn là rất lớn ở set đấu thứ hai. Đến lượt cầu thủ bên phía Thái Lan phát bóng ra ngoài. Thank you.
cảm giác bóng tốt của libero bên phía đội tuyển Thái Lan. Như vậy là bóng đã chạm chắn. Pha phát bóng của Gumabao. Hàng hoa hậu bên phía đội tuyển Philippines. Bóng cũng hướng thẳng vào người của số 4 bên phía Philippines trong pha tấn công vừa rồi. Pass trở lại sân. Tình huống tấn công nhanh. Vẫn còn điểm cho các cầu thủ Philippines khi đã có tình huống chạm lưới. 9-21. Tay Acharapon đã chạm lưới. Một set đấu cách biệt và cũng chỉ cần thêm 3 điểm nữa để các cầu thủ Thái Lan dẫn trước trong trận đấu. Trọng tài xác định bóng chưa chạm chắn. Không hề có tình huống chạm chắn. Đó, tình huống khiếu nại không thành công. Bước một không tốt rồi. Và 24-9. Pha phát bóng bay rất khó chịu của Thát Đào. Bóng ngang tầm vai. Hai tình huống bước một lỗi và 25-9 là kết quả của set đấu thứ hai. Tỷ số nâng lên 2-0 cho đội tuyển Thái Lan. Một set đấu mà đội tuyển Philippines hụt hơi, thậm chí còn thua dưới 10.
Quý vị và các bạn đang theo dõi những diễn biến của trận bán kết thứ nhất nội dung bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia. Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Philippines, tỷ số lúc này đang là 2-0, nhưng về phía đội tuyển được đánh giá cao hơn đó là Thái Lan. Các cầu thủ nữ của Philippines đã có một set đấu đầu tiên khá tốt với số điểm sát sao khi bám đuổi đối thủ trong điểm số quyết định. Tuy nhiên họ đã hụt hơi một cách chóng vánh khi bước vào set đấu thứ hai này. Một kịch bản khá giống với trận đấu ở vòng bảng khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, thì Philippines cũng đã chơi tốt ở set đấu đầu tiên trước khi không còn giữ được sự tập trung ở hai set đấu tiếp theo và thua với khoảng cách điểm cách biệt lớn. Một tình huống chắn bóng tốt từ các cầu thủ Thái Lan. Tình huống phát bóng không qua lưới của chuyền hai bên phía Thái Lan đó là Sirima. Bóng lọt chắn Pipichaya, cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho Thái Lan cho đến thời điểm này. Cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản và chắc chắn nếu như đội tuyển Việt Nam vào chung kết thì đây cũng sẽ là cái tên các cầu thủ Việt Nam cần phải rất chú ý. Pha đập bóng tốt của Chachuan. Tiếp tục là những pha chắn bóng thành công, tình huống thiết lập chắn đôi giữa Chachuan và Thát Đào. Tiếp tục là một loạt điểm liên tiếp dành cho các cầu thủ Thái Lan. Không phải là tình huống chuyền hai tốt nhất, nhưng phụ công của Thái Lan vẫn kịp thực hiện một pha cải bóng khó chịu. Đập bóng ra ngoài. Lần này là điểm cho cầu thủ Philippines. Điểm cho các cầu thủ Thái Lan 8-2.
một thế trận rất chủ động và những hiệu quả, những sự áp đảo từ đội tuyển Thái Lan đã được thể hiện bằng điểm số trong hai set đấu này. Tiếp tục là pha phòng thủ tốt ở hàng sau. Vẫn còn một đường bóng giằng co. Gumbabao, một pha xử lý tốt, đó là tình huống lót chắn rất thành công và bóng đã rơi sang phần sân của các cầu thủ Thái Lan. Một tình huống mà các cầu thủ Thái Lan đã bị bất ngờ khi các cầu thủ Philippines không có một đường chuyền hay. Pha xử lý của libero bên phía Philippines lại trở thành một pha ghi điểm. Đập bóng ra ngoài quá vội vàng. 9-3. Bóng cắm sau pha tấn công từ vị trí số 4. Đó là một tình huống đập bóng trên chắn từ cầu thủ mang áo số 10 của Philippines. Đó là Katrina Tolentino. Phát bóng ra ngoài. Tình huống phát bóng không tốt của Tolentino, lại thêm một cơ hội bị phung phí. Pha xử lý xuyên chắn của Palomata. Tình huống tấn công từ vị trí số 3 và tấn công nhanh. Vì những đường chuyền hai vừa qua của cầu thủ Thái Lan đã không có được một vị trí tốt cho đồng đội trong set đấu đầu tiên. Ở những loạt điểm cuối, huấn luyện viên của Thái Lan đã phải thay chuyền hai. Độ dướn tốt. Hataya di chuyển và có một pha xử lý lỏng tay. Đổi phát bóng 6-11. Vẫn đang là cách biệt 5 điểm an toàn. Đây là tình huống bóng chạm chắn và đổi hướng. Tốc độ tốt cho pha đập bóng của Acharapon. Chỉ có một cầu thủ kịp theo chắn trong tình huống này. 12-6. Tình huống cài ngắn vừa đủ.
vẫn là vị trí từ đối chuyền Pipichaya. Pipichaya đang là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho Thái Lan ở trận đấu này. Vậy là nửa sau của set đấu thứ ba, huấn luyện viên bên phía đội tuyển Thái Lan lại có sự thay đổi vị trí chuyền hai. Phomla Soraya, cầu thủ chuyền hai của Thái Lan, đã vào sân thay cho Sirima, cũng giống như những diễn biến ở cuối set đấu đầu tiên. Chạm chắn ra ngoài. 7-14. Pha đập bóng của Gumabao. Cách điểm số vẫn được duy trì cho cầu thủ Thái Lan. Một set đấu với sự áp đảo, cũng giống như set đấu thứ hai. Pipichaya xử lý rất thông minh. Có thể nói cho đến trận bán kết này vẫn chưa có đội tuyển nào có thể thắng được Thái Lan một set đấu tại đại hội lần này. Đổi phát bóng 86. Bóng bạt chắn ra ngoài. Và đá bóng rất mạnh của Pipichaya. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, đội tuyển quốc gia Thái Lan đang là đội bóng hàng đầu của châu lục. Trên bảng xếp hạng thế giới thì Thái Lan đang đứng ở vị trí thứ 15, một vị trí rất cao ở khu vực châu Á, nằm trong top đầu là Trung Quốc, Nhật Bản ở nội dung bóng chuyền nữ, và sau đó là Thái Lan. Bóng chạm chắn và xử lý từ hàng sau.
bước một không tốt. Và các cầu thủ ở hàng trên của Thái Lan tiếp tục tận dụng cơ hội một cách đơn giản. Trọng tài xác định đó là điểm số dành cho Philippines. Pha bóng chạm chắn của Carlos. Đúng là như vậy. Bóng đã chạm vào tay của Hataya. Điểm số dành cho cầu thủ Philippines từ một pha phòng thủ tốt ở hàng sau của libero bên phía Philippines, đó là số 8 Mary Pineda. Bóng bật lưới và nảy ra phía sau hàng chắn của Philippines. Chút nữa thì libero của Thái Lan cũng đã đón được pha bóng này. Cách biệt vẫn đang là 10 điểm. Pichaya vẫn là cầu thủ dứt điểm những đường bóng của đội tuyển Thái Lan, chắc chắn sẽ là một cái tên rất đáng chú ý trong trận chung kết sắp tới. Một cầu thủ khác của Thái Lan được tung vào sân đó là số 11 Pisuandarin. Đổi phát bóng 12-22. Kokram Pipichaya, cầu thủ có chiều cao 1m80. Điểm rơi vẫn ở trong sân, 24-12, và đây là cơ hội để kết thúc trận đấu này. Tấm vé vào chơi chung kết chắc chắn đã nằm trong tay của cầu thủ Thái Lan.
Và điểm rơi tốt giúp cho đội tuyển Thái Lan kết thúc set đấu thứ 3 ở tỷ số 25-12. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành chiến thắng trước Philippines với tỷ số 3-0. Và họ bước vào trận chung kết tại SEA Games 32 lần này để bảo vệ chiếc huy chương vàng của mình. Một trận đấu nhẹ nhàng cho các cầu thủ Thái Lan, ngoại trừ set đấu đầu tiên khi đội tuyển Philippines đã chơi tốt khi bước vào set đấu đầu tiên của trận đấu này. 25-22, 25-9 và 25-12. Chiến thắng chung cuộc 3-0 và Thái Lan bước vào chung kết. Đối thủ của Thái Lan sẽ là đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Trong trận đấu sẽ diễn ra cách đây khoảng 30 phút tới. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết thứ hai, trận đấu để xác định đối thủ vào chung kết với Thái Lan để tranh chiếc huy chương vàng tại SEA Games lần này. Và chúng ta cùng tạm nghỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ và sau đó trở lại với những diễn biến trong trận bán kết thứ hai.